tự đốc đuốc đi. Đó là cha mẹ dạy. Đạo Thiên Tâm là tu ở nhà và đồng thời cũng tu ở chùa cũng được. Chủ yếu là mình không có bị gạt. Tại khi mình bị mò, mình tôn sùng một vị thầy nào, rồi tới một ngày mình biết được chuyện ê trời của cái vị đó, mình sẽ rất là cực kỳ bị sốc, đúng không? Rồi mình bỏ cha bỏ mẹ đâu có được. Đó là ma quỷ nó muốn gì? Nó muốn chúng ta ghét Phật, ghét cha mẹ. Nó phải đóng vai như vậy. Nó phải làm cho mình không có chịu tu. Cũng giống như một đứa teenager 16, 17 tuổi lớn lên yêu đương, yêu cái đụng vô gặp thằng quậy quá, cái chán từ đó thì sao, không muốn có bồn nữa vậy. Bị ám ảnh. Như những gia đình mà ly dị, con nó cũng không có chịu lập gia đình theo, nó giống mẹ nó chán quá đó, nó có những cái đó. Thì bên cái chiêu trò bên ma quỷ nó cũng y như vậy á. Nó làm cho mình chán, chán Phật. Rồi Las Vegas hay là bicycle hay là vòng vòng đây nè. Tại sao nó làm, nó làm nghe tiếng đã lâu tai? Đó là âm thanh, đúng không? Màu sắc là gì? Trời, vô đó đèn màu nó chớp cái hình 4 số 7 nhảy lon ton. Âm thanh và màu sắc nó cũng như áo vàng và đẹp trai đầu chọc rồi gì đó đại khái, cùng giống nhau. Thật gọi là âm thanh màu sắc. Khi mình dính vào mấy cái đó đó, gia đình con cái tiền của đổ hết. Cha mẹ dạy Thiên Tâm không có theo hình tướng, mặc bất cứ đồ gì, con mặc đồ vét hay quần cục áo thun, lời của con nói ra là từ chân tâm mới là quan trọng, lời thật mới là quan trọng. Còn nói theo lời ma mị hay nói theo kinh điển hay nói theo để cho lôi kéo cái số lượng đông nhiều đệ tử, đó là lời của ma quỷ. Kỳ không có kéo số lượng đông, kỳ cũng không có muốn nhận đệ tử gì hết. Những người có hữu duyên ở nhận để giữ Thiên Long Sơn, rồi nhận giữ Houston, Thiên Long Giang rồi á, là gần đây thôi, cách đây và một thời gian gần ở bờ trên mới cho nhận. Tự vì trong cuộc đời của Kiệt hôm nay 50 mấy tuổi, chưa có làm chuyện gì thật sự gọi là mission từ trên trời xuống, chỉ là thao trường giật giỏ thôi, chỉ là đổ cái nền móng thôi. Thiên Long Sơn là một cái nền móng, núi Thiên Long Sơn mà mình đã thấy hùng vĩ rồi, núi Cấm mới là thật sự cái đô của Kiệt ở về bển. Rồi cái công ty đi, làm chip, một cái công ty nó cũng như một quốc gia vậy. Trong đó 500 người mà 500 người không có trình độ, trong văn phòng có cao có thấp, làm sao điều hành? Nó đánh lộn nhau tối ngày đó, nó cũng pho tới trong đó, nó cũng ăn hiếp rồi ăn gian rồi phe đảng. Rồi từ General Manager cho tới Supervisor, đại khái là nhiều tầng lớp, nhiều khu trong đó nữa. Mà điều hành được cái hãng nó khó hơn điều hành một quốc gia. Cái quốc gia mình không có lương á, cũng phải làm, mà tao có học thức nói một cái là tao biết. Quân đội nói một cái là đánh, mày không đánh tao phát lương mà sao ấy, sao không, đâu có gì đâu, tao trả lương trễ. Còn nhân viên mấy thằng mễ á, mình trả thiếu nó một giờ thôi, nó vô nó chửi liền á, đưa ngón giữa lên chửi chủ liền á. Ừ, cho nên cái hẹn khó cái quốc gia đó cũng là thao trường giật giỏ đó, mấy vị nói. Ở cuộc đến cái về cái Thiên Long Sơn rồi, đến lúc đó mấy vị mới nói là bị trở ngại đủ điều hết, bị ăn hiếp đủ điều, bị cộng sản, bị cao đi nó là phá, nó làm khó làm dễ. Để cái lòng nhẫn nại mình chừng nào, chúng ta những người thích Thiên Long Sơn, để cho nó làm ra cái lịch sử, để sau này những người Mỹ họ biết họ làm sai đó, họ lại theo đạo Thiên Tâm càng nhiều. Tại vì trên Thiên Tâm là thánh địa mà. Đó là bất cứ một cái đạo mới ra đời đều có gặp trở ngại là những lý do đó đó. Nó không có suôn sẻ. Ngày đầu việc mua đất đó 30 mẫu là chỗ mình thờ điện mẫu là 2,5 triệu. Bây giờ tiền mà luật sư với tiền giấy tờ đó, nó lên tới 3,5 triệu. Cái vô lý không, mà không có xây ra được cái gì hết trơn.
nói mà tiền vé, tiền vé tờ rồi đi ra tờ rồi đi tới lui mà 3,5 triệu vậy đó. Người thường sao chấp nhận được cái số tiền lớn như vậy để mà chi trả? Bây giờ vẫn còn tiếp tục. Cho nên mình nói khởi nguồn 30 mẫu đất đầu tiên 2,5 triệu, bây giờ thành ra 3,5 triệu tiền giấy tờ. Còn những cái đất sau này mà hỡi nó bán gần gần á, kiện mua tiếp tục thì giờ lên là 360 acre. Thì bây giờ sắp sửa đang trong acre, thêm 100 acre nữa là 460. Mình đang bị đóng cửa nhưng mình vẫn mua tiếp tục. Chứ không phải mà bữa cái xin bà trên xuống. Ngày xưa cái trái đất này là của Phật Mẫu nha quý vị, nó không thuộc gì của ai hết. Chị xuống đây chị gom đất của mẹ lại để mà cho lưu truyền sau này cho con cháu chúng ta người Việt có cái nguồn gốc con rồng cháu tiên. Ở trên đó mình thờ là Âu Cơ, Lạc Long Quân, rồi Đức Thánh Trần, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thầy, Phật, Thượng Đế, Phật Mẫu. Tức là cái nguồn gốc của mình, ai lên đó là sẽ nhớ về lịch sử, là sẽ có một cái ấm lòng xa quê hương. Thì Liên Thiên Long Sơn nó có cái nạn là để cho lưu truyền sau này, tức là mình bị nạn nhiều chừng nào thì cái tiếng nói sau này nó mới lan rộng ra. Đó là một trong lý do về mặt vô vi. Còn về mặt đời thì mình nói là chi bộ, mình nói mấy thằng ăn hối lộ của mấy thằng chi bộ về mặt đời là gì. Rồi bác nào có gì hỏi nữa không, hả? Đưa cái cục đó cho. Đã gần gần nè. Cái chính trị mà họ thiên làm sao? Ở vậy hả? Ở trên online thiếu gì? Nhờ đứa nhỏ nào á, rồi cái nó lấy cái đó, rồi lấy cái hình khác nó bỏ vô. À, mình phải giải thích tại sao đến thời điểm này, mỗi một cái thời khắc á, cơ trời thay đổi một chút chút. Tới thời khắc này, bề trên á, mới cho chúng ta đường đường chánh chánh. Ở trên trời á, là làm việc cũng bằng giấy tờ nha. Rõ ràng đâu giờ đó như đọc sớ rồi viết thơ rồi đốt rồi gì đó. Cái chứng chỉ này sắp sửa mình sẽ có một cái trận cũng mệt á, không biết chết là bao nhiêu. Thì mình cứ tưởng tượng nha. Hằng nghe nó là khỏi Âu Châu, nó có NATO đè nó không dám bấm nút. Nghĩ mấy chú xì dầu bệnh dám không vậy? Với ngủ anh dám không? Mấy thằng Á Châu lì lắm á. Tuy là hạt nhân của nó dởm nhưng mà lỡ nó bấm mấy cái mình cũng mệt á. Thì mấy vị mới nói còn ráng khấn nữa, nghe sắp sửa rồi đó. Thì bữa nay mình chưa thấy, mình thấy chỉ có 280 chiếc máy bay của ông Ủn nó bay lên thôi. Nhưng mà nó sẽ có đó. Tại vì dầu sao cái mục nhọt phải bể, dầu sao thầy Thế Nít cũng một lần giả biệt thế gian này. Tất cả những cái ác, những cái thể chế cực đoan, cộng sản, độc tài đều phải đi một lượt hết. Bây giờ mình cứ nghĩ thử nha. Thằng Nga bây giờ là đã xong rồi, Putin là thân bại danh liệt rồi. Tại nó bị quê thôi, nó không muốn quê là vậy đó. Ha quá, nó quê đâu muốn quê. Cứ đánh càng nhây rồi nhây mà đánh càng thua. Không nhận không? Nó là đợi ngu. Ví dụ người ta hạ ngã xuống một cái đi. Không, đánh càng thua. Rồi thằng Tập Trung Bình bữa giờ học được cái bài của thằng Nga rồi, hơi ớn lạnh rồi. Nhưng mà dân tạo trong 1 tỷ mấy nó cũng đang nóng máu rồi, đang lì đó. Cái anh gì anh Tăng Cầu vậy bắt